Chào mừng các bạn đã đến với Chu Kỳ Buồn 652, chủ đề là hầm mộ phần 4. Nhiệm vụ của các bạn trong trò chơi này là mở cánh cửa có tên là RAM. Bây giờ các bạn hãy đi thu thập những vật phẩm trên màn hình, hình kiếm này, các viên đá quý này. Đi vào, các bạn sẽ đi vào từng phòng để thu thập tiếp các phần tiếp theo. Con rùa này sẽ cần 40 viên đá quý này. Như vậy các bạn đã có 30 viên đá quý, cần tìm thêm 10 viên nữa để đưa cho con rùa. Các bạn hãy ghép hai nửa cái ghép này và lắp vào chiếc dương này. Mật khẩu để mở chiếc dương này sẽ là một ba hai hai. Và đây sẽ là một này, ba này, hai và hai. Các bạn sẽ ghép hai đôi cánh này, ghép hai cánh thành đôi cánh và đôi rồng và để lấy những miếng ghép tiếp theo. Bạn ghép tiếp hai nửa mặt, đây các miếng ghép tiếp theo. Nửa bình để tạo thành chiếc bình. Giờ đi tìm mật khẩu của chiếc bình này. 3223 3 2 2 3. Bạn sẽ được huy hiệu. Bây giờ để mở mật khẩu của cái hình tứ giác này thì các bạn sẽ để ở đây 3124 3124. Tiếp theo sẽ là 4213 4213. Bạn sẽ được mệnh che mặt. Tiếp theo bạn sẽ được che mặt và mũ và đưa cho con chuột chuột này để lấy các mảnh ghép tiếp theo. Bạn sẽ tiếp tục ghép mảnh ghép với nhau. Đây các bạn để ý là hình này sẽ có mật khẩu là 1212. Đây là 1 này, 2 này, 2 này. Đây là bóng đỏ. Tiếp theo ghép tiếp hình vô dụng. Ghép vào đây, mật khẩu mình vô dụng sẽ là
đây 0033